Hello, xin chào cô chú gì đã đến chăn nuôi bánh ga này ha. Hôm nay lên 213B. Hai bà quê đích điên lực đích phù này chú chị cơ luôn nè. Nè. Em muốn đạp qua muối luôn của chú chị. Ha. Mua hai con này thì tính là muối cũng được nhưng mà muối ít ha. Giá cũng cực mềm nè, 213B ha. Giờ mời cô chú xem nội dung, thấy cả nghĩ mua thì liên hệ cho em. 213B nè ha. Thằng con này em báo là con này nằm bao cao, chiều cao đo là 1m1, con này 1m5 nha. Đó, hai quy đích này thấy tha khác không? Đó. Biết sao mà mình mãi dính cất không? Đó, anh trong nhà không tắm rửa hết nè. Dính cất nè. Nó nằm nghỉ được trong chuồng á, anh không có dọn cất lên. Nó dính tùm lum tầng ha. Nhưng mà tắm là coi được lắm cô chú anh chị. Lúng miếm nè thấy không? Đó, móng móng sò. Cầm đứng thẳng nha. Không có bốn cái xe xuống lúng không được hết nè. Đây. Chân cản này nè thấy không? Đó. Không có bú cái xe xuống đúng xuống luật hết nha. Pin lực ú mềm ha. Hang bò tầm 5 tháng 5 rưỡi ha. Để nó ăn uống được cũng mạnh hết rồi của chú anh chị. Bò dưới đây 5 tháng là người ta tách ra nên nó tập cho nó ăn là tầm dao động từ 4 tháng đến 5 tháng họ tách ra. Họ tập cho nó ăn hết rồi ha. Đó. Bò ngay tại huyện Ba Tri chú anh chị. Hang bò B là thắt thằng ha. Đó. Thấy chưa? Đây, chân cẳng không có bú xa ha. Kế tiếp, trong đây. Đó, lưng đít nè. Thấy chưa? Thấy lưng đít nó không? Nè. Hai con lưng đồi ha. Lưng đai đít nở nè. Cơ bắp nè. Thấy không? Con này cũng ngã ra muối muốn ít nè cô chú chị. Thấy chưa? Đó. Chân cẳng nè, móng sò ha. Lúng miếm cô chú chị. Ha. Chân dậu nó đó, chân xa chân trước nè, đây chân trước ha, chân đây đó. Thì hai bò này anh chủ nhà anh bán giá là 35.500 nha chú chị, mong cô chú chị thấy ưng ý mua liên hệ nha. Hai con là 35.500 nè. Đó. Mong cô chú chị thấy ưng ý mua thì liên hệ ha. Đó. Hai con giá là 35.500. Đây. Cặp đực ha. Đực 3B. Pin lực ú mềm luôn. Nha. Em quay tầm xa cho cô chú chị thấy rõ là nhắc lại con này cao 1m01 nè. Con kia cao 1m05, nó bò tầm 5 tháng đi, 5 tháng rưỡi đau động có đó chú chị. Nha. Nè. Cho nó ăn thức ăn nhiều ha. Đó, thuốc người ta nuôi ở đây là nuôi công thức ăn ngừa nè. Đây mình mãi không đến đái ỉa đây có chỗ anh dậm nè dơ chứ bò lông da, hai bò lông da mức ngược thấy chú anh chị thấy chưa. Đó rồi đây đó. Đây nha. Mong cô chú anh chị mình xem thấy ưng ý mua liên hệ nha. Đít nè. Cua bắp cuồn cuộn nha. Thấy không? Bắp phù ra nè cô chú anh chị. Đấy. Chân cẳng nè thấy không? Đây. Cái nằm này ở đáy rồi. Có con cỏ nó dính chút tùm lum ở trên cô chú anh chị. Rồi mong cô chú anh chị mình xem ha. Thấy ưng ý hàng bò này thì liên hệ cho em ha. Giá tiền nhất là hai con này 35.500. Muối pin nè thấy chưa. Đó. Hai con 35.500 nha. Cô chú chị nào thấy ưng ý mua thì liên hệ ha. Ừ. Thấy chưa. Ưng dây đít nè. Hello xin chào cô chú chị đã đến chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay em lên hai bò, hai con siêu với con kem chú chị. Đó, hai người con 6 tháng, con 7 tháng ha. Thì mời cô chú xem nội dung, thấy cả ý mua hay liên hệ bên em. Con siêu siêu đỏ nè. Con kem pháp nè. Con siêu đỏ này chiều cam đo mấy không sao động mấy 10 khoảng mấy 14 rồi xuống hay dao động mấy 14 rồi ha chú anh chị. Đầu trụi nè. Con này hay tại trước nhà anh sỏi giảm sớm ha. Sái lưng nè. Sái lưng hay tròn gì gì da chút ha.
đó, con xin mày sát lưng hay trần gì vậy chút đó, đầu trụ như chú gì, con này đây nè, đang thay lông nè, chân trước nè, đó, chân sau chú gì thấy không, lúng nè, khi hơi lúng hơi thiếu chút ha, đó, thấy vú nè của chú gì, con này siêu đỏ ha, quá to đàng hoàng nha, một và to ha, trung lưng nè, đây quay lại anh kem, kem pháp bông bóm nè các chú anh chị, kem này cũng đầu hơi xuống sừng ha, xé mặt xé lưng nghiêm chỉnh, kem này xé mặt xé lưng nghiêm chỉnh nha chú anh chị, đó, hai bộ này bộ F1 ha, phù hợp với mình mua gì mình để là nằm giống nha chú anh chị, kem xương to nè, hai con này xương sóc cổ thì chơi tới nè, thấy không, móng sò ha. Hai con đầu đều móng sò hết, con kem lúng nè ha, lúng miếm thêm vô luôn vậy, chân sao nè, cầm đứng thẳng, con kem thì chiều cam to 1m2 ha, đó, con 1m14, con 1m2, hai bò này anh chú nhận bán giá là 32 triệu nè cô chú anh chị, bán một cặp nha, đó, 32 triệu, cô chú anh chị nào thấy ưng ý mua cặp nhé là mình để cho nó làm giống nè thì liên hệ ha, con siêu. Xong lưng hai con thác khăn không, con kem bông bóm với con siêu đỏ ha, chân cẳng rồi nè cô chú anh chị, đó cô chú anh chị nó thấy ưng ý mua thì liên hệ anh em, chân cẳng nào ông bao và hoàn thiện không có bú xe súng lúng súng lụt gì hết nha, hai con qua tà thấy đâu đích qua nó không F1 ha, đó. Hai con giá là 32 triệu, giá này là giá yêu thương ha, cho một con của cháu của chú mình mua liên hệ, siêu hay lúng hay cạn cạn như tiếng vậy, siêu nó đang ăn thay lông nè, thấy không nè, đó lông cổ nó thay xuống từ từ, con siêu F1 tại nó đang thay lông máu nghe, nó mới 6 tháng thôi, do chủ nhà anh sổ sớm nhưng sổ tính nuôi nhưng mà kẹt công chuyện bán ha, con này chưa sổ nè, đó bò hay quay tầm xa vậy cô chú thấy rõ nè, nhắc lại con kem này chiều cao là 1m2, siêu đỏ là 1m14 nha, đó giá tiền hai con nè 32 triệu, cái giá yêu thương không, sung sương nè, chân cẳng xương sóc mà cô chú vậy đó, chân sao ha, hai bò này chú nhận bán giá là 32 triệu nè, giá cũng yêu thương nha, đó thì mong cô chú gì mình thấy ưng ý mua liền lấy liền ha, để sở hữu đôi bò mình về làm giống nền cô chú chị, qua nè hai con qua to đàng hoàng ha, F1 không ha chú anh chị, ngày dòng F1 mình để sinh sản là rất là tốt ha chú anh chị, đó đích đầy đầy đạm nha, lưng dây đích đầy đạm nè, đó mong cô chú anh chị mình thấy ha, đó ưng ý mua thì liên hệ liền bên em, để tiếp tục hình ảnh hôm nay anh lên bò siêu anh Good hang chú anh chị, siêu Good anh Good nè, đó con này siêu này tầm cũng 10 tháng bò chú anh chị, con bò này chưa sỏi giảm luôn nè, thấy không, đây sái mặt sái đầu nè, đầu trụ sái đầu nè, thấy không, này, lưng này con bò này em nói là bò siêu ha, mình lưng này đi hai sái lưng nha chú anh chị, nhưng mà bò siêu mình chăm chế được không có quan trọng sái cho lắm hết chú anh chị, bò cổ ngay mà ha, đó con bò này em đo không sao là 1m28 nè, nếu mà đo ngay sái là khoảng 1m gần 1m2 chứ không vậy, đó chân cẳng nè, xương cối nha, chân trước nè, đó lúng thấy không,
vú nè, đó chân rớt như sao cô chú anh chị, móng nè, chân móng là lạng thẹn ha, xương là xương to cói đây, mọi mọi siêu anh quất hả đòn thấy không, đây cực kỳ không, quay tầm xa cho cô chú anh chị thấy rõ ha, nè chân cẳng rồi nè, không có bú ép xe xuống đúng xuống luộc á, dậu đúng yếm mà cô chú anh chị chân sau nè, thấy chưa đó, lứa lứa bò thế đầu trụi nè đó, đít nè cô chú anh chị thấy chưa, thiện bò này anh chủ nhà anh bán giá là 22 triệu ha, 22 triệu đó, bò lứa siêu anh cút đó, siêu ha, thiện bò là 22 triệu, giá này thì giá cũng ok ha, không có mắc mà không có ấy, vừa vừa giá ha chú anh chị, thì mua cô chú chị mua thì mình nuôi giống phối giống sau này ha, con này mình nuôi sinh sản rồi phải nói tới nè cô chú anh chị, đó, dàn chân móng nó lúng miếm nè thấy không, đó mã đòn hết biết nha, đòn dài nha chú anh chị đó. Giá tiền là 22 triệu, mong cô chú anh chị mình xem ưng ý mua thì liên hệ nha, đó. Con này thì một màu không có lem bớt gì hết nha, không điểm mi gì hết đó, thì cô chú anh chị nào thấy ưng ý mua thì liên hệ thằng đít nữa thấy không, F1 qua to đàng hoàng nha, quay hay quay tầm xa cho cô chú chị thấy trọn hình ảnh nè, thấy không? Đó. Xương mà xương cối nè, thấy không? Con này mình vô gì mình vô tin là sau này nó phát tàn khỏi phải nói tới luôn. Nha. Đó. Đó, mong cô chú chị mình xem thấy ưng ý mua thì liên hệ ha. Nó số điện thoại để trong màn hình. Ưng ý mua thì liên hệ bên em 22 triệu. Bò thì quay tầm xa vậy nè, cho cô chú chị thấy rõ nè, đầu trụi lũ nữa thấy không, chân cẳng móng sao thấy mà ghiền ha, giá có 22 triệu của chú chị, kiếm đâu la con này nữa chú chị, bây giờ lúng miếng mà bài bản luôn nha.